xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ, lời nói đầu tiên Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú, anh chị em trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ, hôm nay là ngày 25 tây tháng 9 năm 2022. Em có đem về 6 phô mai, gồm 3 phô mai vàng và 3 phô mai tứ quý. Giá rất là rẻ, rất là sinh viên. Muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Chào anh em. Dạ chào cô chú và anh chị. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em những cái clip vừa qua. Dạ, hy vọng clip này, 6 cây này kính mong quý cô chú và anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ và mau lẹ nha. Dạ, địa chỉ tọa lạc lên mà tại tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919755533, em tên Út. Đây cũng là số Zalo và Facebook em cô chú anh chị. Dạ, Facebook của em là bonsai Tịnh Biên nha. Cô chú như anh chị gõ ra bonsai Tịnh Biên có hiện trạng cá nhân của em nha cô chú anh chị. Rồi, không để mất thời gian quý cô chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên nha. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng, dáng thú quỳ rất là đẹp, hàng mini bonsai để bàn. Em xem một vòng nha. Cây cụ đế đẹp nha cô chú anh chị. Cây rất đẹp nha. Cây cũng đang hiện tượng lên xù nha. Nó nhỏ mà nó già lắm nha cô chú anh chị. Cây xù nách chưa cô chú anh chị. Tương lai cây này lên xù nhiều lắm của chú anh chị. Đế bao đẹp luôn, củ đế rất đẹp như chú anh chị. Ở đây có một cái đuôi nữa chú, về mình làm cái đuôi rất có duyên dáng nha. Rồi, em tiến vào đông số đi em ơi. Chiều cao là 29. Chiều cao 29. Đường kính bầu là 38. Đường kính bầu 38. Hoành thân là 27. Cú đạt là 42. Em đo cái ngọn với cái cấu cạnh số 1 rồi anh nha. Cái ngọn là 14. Cái ngọn 14. Cốt chi là 11. Cốt chi 11. Rồi, em xem một vòng nha. Cái này về cô chú anh chị chơi hàng mini để bạn rất là đẹp nha. Cây ngoài rất dễ thương cô chú anh chị. Quá dễ thương cô chú anh chị ơi. Thì rồi, cây mã số 1 đầu tiên em xin mạn phép giao lưu cùng chú anh chị, giá 3.200.000, em bao ship của chú anh chị 200 km nha. Thì rồi, xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 2. Dạ, xin mời quý chú anh chị. Dạ rồi, bước vào cây mã số 2. Vậy cái mã số 2 là cây mai xù nha chú anh chị. Để nôm nghe cô chú anh chị, để nôm to lực nha. Cái này xù xù chảy xù bung nha chú anh chị. Sụp bấy chân mình chơi rồi, nó lên tới, nó bò lên tới nách tách luôn chú anh chị, lên cốt cành luôn nè, đó, cốt cành có sẵn luôn, giá cũng mềm sinh viên cho chú về ghét chơi cũng được nha. Rồi em xem một vòng đi em ơi. Đế bao đẹp bao khuê của chú anh chị nha. Cái này em mới cắt xương xương ra, về cô chú anh chị cắt theo ý mình nha. Về cô chú anh chị bấm nhẹ 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 vô là chơi nha. Em mua bán thì em cắt thủ cho chú anh chị về dễ chơi, dễ xử. Cái này về cắt chơi cây song thủ rất đẹp với chú anh chị. Mà cắt lùng cũng được đó nha, có hai đường chơi. Quá đẹp luôn, để quá đẹp luôn của chú anh chị ơi. Rồi em tiến vào đông số em ơi. Chiều cao là 1m1. Đường kính bầu 65. Hoành thân là 43. Hoành 43. Cái cũ em, đo cái cũ cho chú chị tham khảo luôn em. Đúng rồi. Cũ là 75. Cái cũ 75. Để nôm bao nhiêu em? Để sổ xuống. Để sổ là 34. Để sổ xuống 34. Cốt cạnh em đo hạo rồi, cốt cạnh cho chú chị luôn em ơi. Hạo một cái thôi. Cốt chi này là 16. Cốt chi 16, to lực ở chú anh chị. Rồi em xem vòng nha. Cái nồi đế là 160 của chú anh chị. Tổng nồi đế 160 nha. Cây rất đẹp của chú anh chị. Em quay cận cảnh vào cái nát xù của chú anh chị tham khảo nha. Ở dưới gốc là xù bấy chân của chú anh chị. Đó, xù giáp chân nha. Nó lên tới đỉnh luôn của chú anh chị. Nè, mấy con cành là xù trơn của chú anh chị. Thấy không? Đó. Mấy con cành là xù trơn nha.
Rồi em ôm rồi để cho chú anh chị em khảo em. Dữ lắm rồi chú anh chị. Vậy rồi cây mai sù mã số 2 em xin mạng phép cho lưu cùng của chú anh chị giá 9.500.000, em bao ship của chú anh chị 200 km nha. Rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 3 và xin mời quý cô chú anh chị. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã số 3. Và cây mã số 3 là cây mai vàng của chú anh chị. Dáng thú vị luôn nha chú anh chị, rất đẹp nha. Cây có một cái co rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi em xem một vòng nè. Ở đây có một cái đuôi của chú anh chị, và chú anh chị ghép cái đuôi vô rất là ok nha, rất đẹp nha. Đây cũng là hàng mini bonsai để bàn của chú anh chị. Đây hàng đẹp của chú anh chị. Cây này sạch sẽ nha, không theo dít của chú anh chị, cốt cành nó gió ngọn luôn. Cây nhìn ngoài rất dễ thương của chú anh chị. Rồi em tiến vào đông số em ơi. Đó là... Chiều cao là 35. Chiều cao 35. Lùng lực luôn. Đường kính bầu là 55. Đường kính bầu 55. Hoành thăng là 37. Hoành 37. Cái cũ là 53. Cái cũ 53. Cái mình làm dài em đo thử cho chú anh chị tham khảo em. Tới đường luôn. Tới đường đi. Mình làm dài là 45. Mình làm dài 45. Rồi em xem vòng em ơi. Rất đẹp của chú anh chị. Phái cái con của chỏ của chú anh chị. Cái con chỏ này rất là khéo nha. Cây cũng đang lên sù của chú anh chị, nó già lắm nha. Đế nè, đế rất đẹp của chú anh chị. Quá tuyệt vời luôn. Được rồi, cây mai vàng mã số 3. Em xin mạng phép giao lưu cùng chú anh chị giá 6.500.000, em bao ship của chú anh chị 200 km nha. Cây ở ngoài rất dễ thương của chú anh chị ơi. Được rồi, xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 4. Được rồi, bước vào cây mã số 4. Và cây mã số 4 là cây mai tứ quý của chú anh chị. Dáng hơi la lai thú nha. Cây này giá mềm sinh viên vô chú về ghép chơi luôn nha của chú anh chị. Đế lực luôn nha. Đế là miễn bàn luôn rồi. Để em xem vòng đi em. Đây em dừng lại em. Đó, cái này cái dáng thú của chú anh chị, chừa cái đuôi chú anh chị về ghép chơi nha. Rồi về đây em. Cái ngoài dễ thương lắm của chú anh chị. Bỏ vào hai cái giò trước nè, cái hai cái đùi trước nè, rất to nha. Này sát ngoài lớn lên của chú anh chị. Rồi em tiến hành đoạn số này mà. Chiều cao là 62. Đường kính bầu là 63. Đường kính bầu 63. Chết rồi, chết rồi. Hoành thăng là 51. Hoành 51, tính 50 của chú anh chị. Cũ là 65. Cái cũ 65. Rồi em theo vòng em. Để đẹp lên của chú anh chị. Được rồi, cây mai tứ quý mã số 4 em xin mạng phép giao lưu cùng của chú anh chị giá 7.500.000, em bao ship của chú anh chị 200 km nha. Được rồi, xin mời quý anh chú anh chị bước vào cây mã số 5 thì xin mời quý anh chú anh chị. Được rồi, bước vào cây mã số 5. Vậy cái mã số 5 cũng là mai cái tứ quý của chú anh chị, lùng lực nha, lùng lực sumo luôn của chú anh chị. Cây bể đế ra ngoài rất đẹp của chú anh chị. Cốt cành gió ngọn nha. Giá cũng mềm sinh viên về cho cô chú anh chị ghép chơi nha. Đế là bầu đẹp của chú anh chị luôn. Em xây lên chồng em. Cái đó quay lên rồi đó. Quay ngược lên đi. Quay ngược lại. À quay ngược lại. Ờ đúng rồi. Quay lên hồi nó xúc cái mâm luôn á. Đế bầu đẹp cho cô chú anh chị luôn nha. Hết sức màu đế của chú anh chị. Hàng quýt của cô chú anh chị. Ở cây ngoại lực lắm nha cô chú anh chị. Rồi em tiến vào đồng số đây em ơi.
là 55. Chiều cao 55. Đường kính bầu là 62. Đường kính bầu 62. Cái này có một thước đo của chú anh chị. Hoành thân là 52. Hoành 52. Em đo giờ cái ngọn anh nè. Cái ngọn 15. Cái ngọn 15. Đế đẹp nó kêu chú anh chị, đế lực lắm nha. Nguyên bề đế ngoài rất là đẹp của chú anh chị. Rồi xe đen. Đây, mặt này không phải là ba cây dính nha của chú anh chị. Chỉ một cây thôi nha, mà cái nhánh ép vô chú anh chị cứ ngắt luôn nha của chú anh chị. Đây, mặt tiền của chú anh chị nguyên cái bệ nó nè. Nè, nguyên cái bệ đó nha chú anh chị, đó. Nó liền lạ chưa nha, một góc một cái của chú anh chị. Cây ngoài rất là duyên dáng của chú anh chị ơi. Dạ rồi, cây mai tứ quý mã số 5. Em xin ăn phép giao lưu cùng với chú anh chị giá 9.500.000. Em bao ship của chú anh chị 200 km luôn nha. Dạ rồi, xin mời quý của chú anh chị bước vào cây mã số 6. Dạ, xin mời quý của chú anh chị. Dạ rồi, bước vào cây mã số 6. Dạ, cây mã số 6 là cây mai tứ quý của chú anh chị. Rất đẹp của chú anh chị. Cây có một cành gớt, cành bay rất là dễ thương của chú anh chị. Rất đẹp luôn. Cây này hai cái bát đế nổi này của chú anh chị. Để dắt chữ A luôn nha của chú anh chị. Cây này về ghép chơi của chú anh chị. Rồi, em xem dòng em ơi. Mai tới quý nha của chú anh chị. Quá đẹp rồi. Cái cốc bay có cành gớt rất là đẹp của chú anh chị. Cái tàn là cái cốc chi lã nó rất đẹp nha, rất dễ thương. Cái này về cô chú anh chị ghép chơi là hết ý luôn của chú anh chị. Rồi em tiến vào đông số đây em ơi. Chiều cao là 80. Chiều cao 80. Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu 60. Cái này hai bếp đế nổi, em đo hai vị trí đi em ơi, cho chú anh chị tham khảo nha. Đây vị trí này là hoành 55. Hoành 55 nha chú anh chị. Đo sát đây là 62. Sát cô đế hoành 62. Em đo thóc thân nhiêu em? Thóc thân bên đây nè. Thóc thân là 29. Thóc thân 29. Cốt chi này luôn. Cốt chi là 21. 21. Em đo ngọn manh luôn đi. Cái ngọn là 21. Cái ngọn 21 của cô chú vậy. Bóp gió luôn nha. Rồi em xem vòng em ơi. Cây có một cành lá rất đẹp của chú anh chị, rất dễ thương nha. Tứ quý bây giờ vô vườn săn rất là khó của chú anh chị. Cây mà hoành 50 đổ lên bây giờ vô vườn cũng khó tìm, khó kiếm của chú anh chị. Đôi khi cây mai tứ quý á, nó đẹp á, mắc cây mai vàng mà nó của chú anh chị. Giờ tứ quý giống như là hiện giờ đang lên ngôi đó, muốn chiếm hơn cây mai vàng của chú anh chị. Bây giờ đa số nhà vườn bây giờ săn tìm tứ quý dữ lắm. Nhà vườn bây giờ thu mua tứ quý giờ ghép của chú anh chị. Vậy rồi, cây mai tứ quý mã số 6. Em xin mạng phép giao lưu cùng với chú anh chị giá 11 triệu. Em bao ship của chú anh chị 200 km nha. Vậy rồi, cây mai tứ quý mã số 6 cũng là cây mai của clip. Dạ, cô clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang chưa đăng ký kênh nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh cô chú anh chị. Và xin một like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho cô chú anh chị nha. Vậy rồi, hẹn quý cô chú anh chị clip sau ạ. Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị ạ.